Hello mọi người nha, tối nay rảnh rỗi Suka giới thiệu với chị em một chiếc routine dưỡng trắng sáng da của Suka nha. Sau khi làm sạch mặt với tẩy trang và sữa rửa mặt á, thì Suka sẽ cân bằng lại độ ẩm với lại toner của nhà SVR màu xanh dương này. Thì toner của SVR sẽ có hai dòng là xanh dương và xanh lá sẽ phù hợp cho da dầu mụn, còn xanh dương á thì sẽ phù hợp cho bạn nào có làn da thường đến da khô thiếu ẩm nha. Tiếp theo là em serum cấp ẩm phục hồi IS Clinical này, em này chỉ cần hai giọt hai má là vừa đủ thoa khắp mặt rồi. Em này có chứa thành phần HA và vitamin B5, vừa cấp ẩm nè mà vừa phục hồi đỉnh của đỉnh luôn nha mọi người ơi. Thoa lên da nó the nó mát thích lắm luôn. Tiếp theo sẽ là em serum in mây dưỡng trắng sáng da này đây. Em này thành phần chính sẽ là tranexamic acid, giúp ức chế sắc tố melanin, xóa mờ các vết thâm, nám tàn nhang. Ngoài ra thì em này còn bổ sung thêm niacinamide, AHA và vitamin C nữa. Rất là nhiều hoạt chất xịn sò góc mặt trong chiếc serum này nha. Em này Suka thấy thấm nhanh nè và ráo đã lắm luôn, không nhờn rất tí nào. Suka đã kê cho rất là nhiều khách xài em này rồi, ai xài xong cũng khen trắng và mờ thâm hẳn. Bút cuối thì chúng ta không được quên khóa ẩm với lại kem dưỡng Dior nha. Thì Suka sẽ sử dụng kem dưỡng Dior khắc thần Dior này, chống lão hóa và tăng độ đàn hồi cho làn da. Kết cấu của em kem này cũng khá là mát, thoa lên thấm nhanh và ráo, thích lắm nha mọi người. Và đương nhiên trước khi ngủ không thể bỏ quên đôi môi và đôi mắt được nha. Thì Suka rất là ưng bộ sản phẩm dưỡng môi mắt của nhà La Mer này. Vậy là xong rồi, đi ngủ sớm để có làn da đẹp nha chị em.